Chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Để với video ngày hôm nay, mình sẽ dẫn mọi người tô màu bức tranh này nhé.
Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong bức tranh này rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của mình nhé.